Trưa ngày 27 tháng 11, Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân xảy ra cháy tại một cửa hàng máy nông nghiệp khiến hai cha con tử vong. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, rạng sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn tại cửa hàng của ông Tê, 39 tuổi, ngụ huyện Bình Tân. Do ngọn lửa quá lớn, những người bên ngoài dù nghe tiếng kêu cứu của những người bị mắc kẹt ở lầu 1 nhưng cũng không thể ứng cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường dập lửa. Khoảng 5 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến ông Tê cùng con trai 12 tuổi tử vong. May mắn, vợ ông Tê cùng một người con và một người cháu ngủ ở tầng trệt kịp thời chạy thoát ra ngoài. Ngọn lửa cũng thiêu rụi phần phía trước cửa hàng cùng nhiều vật dụng.